Xin chào các bạn, video lần này mình sẽ chế dụng cụ đột cắt ngắm ống sắt tròn được vận hành bằng cơm. Như mình đã hứa ở video trước, đây là bộ khuôn đột ngắm ống 27mm. Các bạn có thể xem lại ở video trước. Để bắt đầu, mình cần 2 tấm thép có kích thước là 165 x 60mm, chiều dày là 10mm, và một tấm có kích thước 80 x 60mm, dài 10 lưu. Mình sẽ ghép 3 tấm lại để tạo thành hình một chiếc hộp để có thể đặt được khuôn cắt ngắm ống vào trong. Trước tiên, tấm thép nhỏ ở giữa mình sẽ lấy dấu và khoan lỗ cố định khuôn. Còn ở thành hộp, mình sẽ khoan 2 lỗ 20mm ở trên. Tiếp đến là tấm đáy của hộp, mình sẽ khoan một lỗ có kích thước khoảng 38mm. Lỗ này sẽ giúp phôi đột rơi ra dễ dàng hơn. Ok, sau khi đã khoan xong các lỗ, bây giờ mình sẽ tiến hành hàn ghép các tấm lại. Mình hàn thêm một tấm thép như thế này sẽ hạn chế được sự co giãn của đồ vật khi hàn. Tiếp đến là phần chân đế của hộp, mình sẽ cần thêm 2 tấm thép nhỏ để hàn vào đáy của hộp. Các chân này mình sẽ để nghiêng khoảng 10 độ. Sau khi hàn phần chân xong thì mình sẽ tiếp tục hàn vào phần thành hộp như thế này. Ở đây mình sẽ hàn thêm một tấm thép ở chân. Tấm này sẽ giúp cố định dụng cụ cứng cáp hơn và có thêm 2 lỗ bắt bù lon để cố định lại vào mặt phẳng. Tiếp đến là phần bích tròn, mình sẽ khoan một lỗ lệch tâm để làm tay kéo có nguyên lý đẩy lệch tâm.
Sau khi khoan xong, mình sẽ gắn vào hộp như thế này. Mình sẽ cần thêm hai vòng căn để mặt bích tròn có thể ở giữa. Tiếp đến là hèn thêm thanh thép có đường kính khoảng 28mm để làm tay kéo. Đây là phần cháy khuôn đột, mình đã hàn thêm một miếng thép. Nó sẽ có tác dụng định hướng chạy đột, không bị xoay qua xoay lại trong quá trình đột. Tương tự như hai khuôn còn lại, mình cũng đã hàn thêm như vậy. Các bạn lưu ý là hành trình của tay kéo rất quan trọng. Nó sẽ quyết định yếu tố nặng hoặc nhẹ của dụng cụ trong quá trình đột. Tức là khi kéo tay đẩy xuống như thế này, lưỡi cắt của chày bắt đầu cắt. Nếu như đuôi của chày tiếp xúc mặt bích lệch tâm ở đỉnh hành trình thì sẽ có lực đẩy mạnh nhất. Mình sẽ ví dụ, đây là hành trình đẩy của bích lệch tâm. Đây là điểm xa nhất. Còn đây là điểm gần nhất so với chày đột. Ở đây, hành trình đột mình đo được là 23mm. Còn đây là điểm có lực mạnh nhất của mặt bích lệch tâm. Các bạn phải căn khoảng cách lúc kéo chày bắt đầu cắt. Khi hành trình gần hết, tức là ở đỉnh hành trình, thì sẽ cho lực cắt nhẹ và ngọt. Như ở dụng cụ này, hành trình dài được 23mm, thì mình sẽ căn chỉnh ở hành trình dài thứ 18-19mm là chày bắt đầu cắt. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đột cho các bạn xem. Mình sẽ cố định vào bàn và cần thêm một ống thép dài khoảng 1m để khi kéo sẽ khỏe và nhẹ hơn. Tất nhiên là ống càng dài sẽ kéo càng nhẹ. Đầu tiên mình sẽ đột ngàm với ống kém 21mm. Đột ống dài không hề bị vướng tay kéo. Còn đây là khuôn đột ngàm 27mm. Và cuối cùng là khuôn đột 34mm.
Mình sẽ gắn dụng cụ này vào một đế gỗ để đặt ở vị trí thấp hơn. Khi kéo tay đột sẽ nhẹ hơn, không bị đuối và với tay như ở trên bàn. Ok, như vậy dụng cụ đột ngàm ống đã xong. Nó có thể đột được 3 loại ống từ 21 đến 34 mm, có độ dày 1 mm đổ lại. Mình nghĩ 1,2 mm vẫn có thể đột được. Và nếu muốn đột dày hơn thì chỉ cần hạ đường kính của ngàm cắt xuống nhỏ hơn là đột được. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu như có thắc mắc hoặc góp ý thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới. Cảm ơn các bạn. Bye bye.